Lan. Cô Lan gì vậy? Cô sao vậy? Dạ, hình như cô Lan bị xỉu. Cán bộ, bây giờ sao cán bộ? Đem qua lên mình sáng. Cô Lan. Cô Lan. Dạ thưa cán bộ, cô ấy có bị sao không cán bộ? Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là sốt hơi cao, nghỉ ngơi vài ngày cô ấy sẽ khỏe. Do lao lực quá sức mà. Dạ, tôi thấy hình như là thỉnh thoảng cô ấy bị chảy máu cam. Như vậy là cô ấy bị triệu chứng gì vậy cán bộ? Cô ấy làm gì quá sức nên mới như vậy. Nếu có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tình trạng này sẽ không tái diễn nữa. À, trên người cô ấy có rất nhiều vết bầm và máu tụ. Theo tôi đoán, cô ấy bị bắt nạt nhưng không phản kháng. Nếu tình trạng này còn kéo dài, tôi nghĩ cô ấy sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm nghiêm trọng. Về chỗ làm đi. Dạ. Cho đáng đời, bị như vậy là xứng đáng lắm á. Cho hết cái kiểu mà không có coi ai ra gì hết trơn. Đêm qua bị một trận nhừ tử, nghĩ lại cũng sướng chứ. Tôi sẽ xác minh lại những gì anh nói. Anh là một trong những người cải tạo tốt ở đây, nên đừng làm gì manh động, nếu không sẽ gây bất lợi cho anh trong đợt ân xá sắp tới. Dạ, cảm ơn cán bộ. Tôi sẽ để tâm. Nhưng còn Thạch Lan tôi ngại rằng... Tôi biết, nhưng kể từ lần sau, khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh nên báo cáo trực tiếp với cán bộ trại giam, không nên tự ý hành xử. Nếu không, chính anh có thể làm hại cô ấy. Dạ. Được rồi, anh trở về lớp học đi. Dạ. Cứ yên tâm, tôi đã nói là tôi sẽ làm. Mọi chuyện nhờ cán bộ. Chào cán bộ. Sứ nó ngủ rồi hả em? Dạ. Em ăn miếng cơm đi. Dạ, cảm ơn chị. Chẳng có sức để chăm cho bé nữa. Đừng có suy nghĩ nữa, cũng đừng có oán trách mình nữa. Con người ai cũng có sai lầm mà em. Quan trọng là mình biết sửa cái sai lầm đó để mình sống tốt hơn thôi. Bây giờ em phải mạnh mẽ hơn để em đấu tranh, em đưa bé Sứ về sống với em nữa. Chứ mẹ một nơi, con một nẻo không vậy. Chị Bảy thì sao vậy chị Bảy?
Các chị có biết tại sao các chị bị gọi lên đây không? Cô Thạch Lan, tôi hỏi cô, việc bạo hành trong phòng giam là có hay không? Dạ không. Vậy những vết bầm tím trên tay cô do đâu mà ra? Dạ, những vết bầm này là do tôi bất cẩn khi làm việc nên mới xảy ra da đập như vậy. Có thật như vậy không? Nếu cô đã nói như vậy thì tôi cũng không truy cứu nữa. Tôi mà bắt được việc bạo hành trong phòng giam thì các chị sẽ phải chịu kỷ luật. Các chị cẩn thận đó. Thôi quay về làm việc đi. Dạ, chào cán bộ. Cô ấy quá tốt với các chị. Tôi biết rõ hết tất cả mọi chuyện, nhưng mà còn may cho các chị đó. Đi về làm việc đi. Dạ, chào cán bộ. Nhỏ này lạ ghê ta. Sao nó không tố cáo mình vậy? Hay là sợ tụi mình quá anh không dám nói? Phải chi có Thành Lan ở đây, cô ấy sẽ giúp mình giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Giờ đi. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa chú, cháu tới đây để trình bày dự án nuôi cá nước ngọt. Như chú đã biết, công ty chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như không có giải pháp tốt, chắc chắn công ty sẽ rơi vào ngõ cụt. Các đối tác đã lợi dụng lúc công ty gặp nhiều khó khăn, liên tục hủy bỏ hợp đồng với chúng ta. Đối với nhà cung cấp thì liên tục gây khó khăn và ép giá chúng ta. Chi bằng mình tự cứu mình trước, trước khi cầu cứu người khác. Nếu như mình trích một phần ngân sách của công ty đầu tư vào dự án nuôi cá nước ngọt, có phải sẽ được hai chuyện hay sao? Tôi đã xem qua rồi, dự án của cậu cũng rất khả thi. Nhưng trong điều kiện của công ty hiện nay, để thực thi dự án cũng không phải là đơn giản. Về nguồn giống và địa hình nuôi cá, cháu xin đảm nhiệm. Bây giờ chỉ còn nguồn vốn mà thôi. Nếu như có, chúng ta có thể bắt đầu ngay được. Được rồi, tôi sẽ cân nhắc và suy nghĩ thêm về dự án này. Dạ, xin phép chú. Thank you.
con nhỏ này nó hôn mê lâu quá. Nó mà có mệnh hệ gì á, tao khó xử lắm. Tao còn thiếu nó một mạng đó. Lan, Lan ơi. À, chị ơi, chị để đó tôi làm cho. Thôi 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 thôi. Em nằm nghỉ đi, để tụi nó lo. Nằm nghỉ đi em. Nè, tại sao hồi sáng này á mày không tố cáo tụi chị mà còn bao che tụi chị nữa hả? Còn cứu tao nữa chứ. Lúc đó tôi cũng đâu có nghĩ được gì khác đâu, chỉ làm theo lương tâm thôi. Nếu là tôi á thì chắc chị cũng sẽ làm như vậy mà. Thôi, cho tụi chị xin lỗi mày. Mày tha thứ cho tụi chị nha. Cũng tại mày á, cái mặt của mày á lầm lầm lì lì à, làm cho tụi tao á thấy khó chịu, thấy ngứa con mắt à. Chị tôi sao rồi bác sĩ? Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng ung thư đến giai đoạn cuối, các tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể. Tôi thấy là làm chị tôi được không ạ? Cô vô đi. Cảm ơn bác sĩ. Chị ruột nữa. Chị ráng lên nghe. Em không có để cho chị đi đâu. Con nhỏ này chị còn khỏe mạnh mà. Sao em khóc? Nín kìa. Em khóc chị đau lòng lắm. Đừng có lo, chừng nào chưa thấy thật đang ra tù chị chưa chết được đâu. Cô mệt rồi hả? Không có, tôi chỉ ngồi nghỉ một chút xíu thôi. Nè, cô còn bị mấy người này ăn hiếp nữa không? Không, mọi người bây giờ đã thay đổi rồi. Tối hôm qua còn nói chuyện với nhau rất là vui vẻ nữa. Hèn gì, từ sáng giờ tôi thấy mọi người có vẻ khác.
chẳng bù lại thường ngày có một mình cô làm à. Còn anh thì sao? Tôi cũng thấy anh hay cầm cụ làm một mình, sao anh không làm chung với những người khác? Tôi không thích. Phải vậy không? Hay là anh cũng bị ăn hiếp giống như tôi? Ở đây người ta kêu tôi là mạnh điên. Tôi nghĩ chắc không ai khùng mà ăn hiếp thằng điên đâu. Sao anh lại nói mình như vậy? Thì sự thật là vậy mà. Cứ nghĩ tới quãng đời trước đây, tôi thấy mình không khác gì thằng điên. Xong chưa bà? Tới giờ đi bà còn làm cái gì vậy? Sắp xong rồi, bà chờ tôi chút. Làm gì bà gấp dữ vậy? Lẹ lẹ nha, tới giờ rồi đó. Rồi rồi, xong rồi đây nè. Ôi trời ơi, trời đất ơi. Sao có sao không chị? Trời đất ơi, chết rồi. Ôi, cho tôi coi coi cái chân mà. Đau rồi bà chân bà. Trời ơi, chắc gãy hay gì đây? Trời ơi, chị ơi. Đau giờ bà bình tĩnh đi nha. Tôi đưa bà đi bệnh viện chứ giờ biết làm sao giờ. Ui da, bà ơi, đau quá. Ui, bà kêu xe giùm tôi đi, chắc gãy chân rồi trời ơi. Rồi, bà bình tĩnh đi. Không có sao đâu, để tôi đưa bà đi bệnh viện. Thịnh, bác sao rồi? Sao bác lại để té như vậy? Anh cũng không biết nữa. Nghe bác hàng xóm nói lại là mẹ bắt ghế leo lên lao bàn thờ, khi bước xuống trượt chân té. Bác vừa đó lâu chưa? Sao giờ này còn chưa ra nữa? Cũng lâu rồi. Anh lo quá à. Mẹ lớn tuổi rồi, không biết có bị gì không nữa. Chắc là bác không sao đâu. Bình thường thấy bác cũng khỏe mạnh lắm, chắc bác sẽ chịu đựng được mà. Nhà có hai mẹ con, giờ mẹ đã bị như vậy không biết phải làm sao nữa. Thịnh đừng có lo lắng quá. Thảo sẽ qua phụ với Thịnh chăm sóc cho bác nha. Làm như vậy có phiền Thảo không? Thịnh chỉ sợ là Thảo vất vả thôi. Thảo không có ngại đâu. Thảo sẽ chăm sóc cho bác đến khi nào bác khỏe lại thì thôi. Chứ Thịnh đi làm suốt cả ngày, phải có người ở nhà chăm sóc cho bác chứ. Cảm ơn Thảo. Trước đây tôi là bác sĩ đông y, vì hám lợi mà tiếp tay với bọn buôn ma túy, ngồi tù 5 năm. Trở về thì vợ đã lấy người khác. Chán đời, tôi gia nhập băng cướp của Sáu Bảnh. Được một thời gian thì bị bắt vô đây. Nhiều quá. Ở trong này có khổ lắm không con? Không sao đâu ba, con cũng đã quen rồi. Con xanh xao quá. Chắc là tại mấy hôm nay con bị mất ngủ đó ba. Con đừng suy nghĩ này nọ rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Con ở trong này phải tự biết chăm sóc cho mình, nghe chưa? Dạ con biết rồi ba. Con thấy ba cũng yếu đi nhiều, ba cũng ráng giữ sức khỏe nha ba. Ba già rồi, sức khỏe yếu đi là phải thôi. Phải chi con không gây ra tội tày trời này thì con đã ở nhà lo được cho ba rồi. Thời gian ở trong này ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, con mới nhận ra rằng người mà gây ra bi kịch không ai khác chính là con.
Thôi chị, con dành thời gian thương nhận cũng như vậy. Chắc là cô ấy không thích thoát tình cảm như vậy. Chính con đã làm cho cô ấy rời xa mình. Chính con đã làm cho cuộc đời mình tan nát bằng sự vô tâm, hời hợt của bản thân. Con đừng tự dằn vặt mình nữa. Mọi chuyện đã qua rồi con à. Làm người ai cũng có lúc phạm sai lầm. Ngã ở đâu đứng gì chỗ đó. Quan trọng là con không buông xuôi tất cả thôi. Giờ ba chỉ còn có mỗi mình con là chỗ dựa. Con cố gắng cải tạo tốt để sớm về với ba về nhà sớm. Dạ. Anh tới lâu chưa? Sao bà tới trễ vậy? Tôi đã nói với bà rồi, tôi không có nhiều thời gian mà. Sao anh cứ cuốn lên hết vậy? Đã chuẩn bị xong chưa? Tiền thì tôi có ở đây. Kế hoạch chuẩn bị tới đâu rồi? Anh cứ khéo lo, nghề đó là nghề của tôi mà. Làm nghề hạ cá thì quá khó, chứ làm tăng thì quá dễ. Bà cẩn thận giùm tôi một cái. Sai sót bất cứ một điều gì, tôi hỏi tội bà đó. Anh cứ yên tâm, tôi mà đã nhận tiền của ai rồi thì tôi sẽ có trách nhiệm. Cứ làm theo đúng kế hoạch của tôi. Trong vòng tháng tới, làm sao thì làm, đẩy giá cá tăng cao. Xong chuyện, tôi sẽ thưởng thêm cho bà. Kiều cứ yên tâm ngoài đó mà chờ tin tốt. Bà làm ơn cẩn thận giùm tôi một cái nha. Chuyện này mà đổ bể ra, bà biết hậu quả sẽ ra sao rồi đó. Chú cứ khéo lo, tôi mà đã không làm thì thôi, tôi mà đã làm thì mọi chuyện đều tốt. Cẩn thận đó. Em lấy giùm anh cái chìa khóa. Ủa Thảo, đứng đó làm chi vậy? Vô nhà đi. Dạ thưa bác, con xin phép bác con về. Thịnh đói bụng quá. Hay là Thảo xuống bếp nấu gì đó cho Thịnh ăn đi. Nhưng mà để lát nữa mẹ nấu cho. Đúng rồi, sẵn tiện nấu gì đó cho mẹ ăn luôn đi, chứ sáng giờ mẹ cũng chưa ăn gì hết á. Cái thằng này giỏi được cái kiếm chuyện à. Thôi con cứ về đi, bác tự lo được rồi. Mấy bữa nay cảm ơn con nha. Dạ, cũng không có gì đâu bác. Hay là để con vô trong nấu cái gì đó cho bác với lại Thịnh ăn, rồi con về sau nha bác. Mấy chị làm gì mà bao vây em vậy? Tính trấn áp em nữa hả? Tính làm chuyện đó đó.
sao rồi? Em với Lường Mạnh sao rồi? Hai đứa có chuyện gì phải không? Có gì là có gì, chị nói em không hiểu. Thôi mà, ngày nào chị cũng thấy hai em nhỏ to hết, không có gì mới là lạ. Thiệt tình á là không có gì hết. Phải em có gì không? Trời đất ơi, sao tụi chị đây nè, sao nó không nhỏ to mà nó cứ nhẹ em ra nhỏ to là sao? Chứ Thì làm sao mà em biết được? Trời đất ơi, coi bả kìa, bả mắc cỡ kìa. Trời ơi, trời em hoài à. Em với anh Mạnh nó chỉ là đồng cảm với nhau thôi. Nè, đồng cảm á luôn khởi đầu của một tình yêu đẹp đó nha. Ghê. Nè, với em bây giờ á, em không còn khái niệm tình yêu nữa. Nó xa xỉ với em quá à. Mà hình như á, em bị chai sạn cảm xúc rồi. Từng đó chuyện đau khổ đã là quá đủ với em. Nếu mà em nói như vậy á, cho chị hỏi một câu, em còn yêu thằng Trung không? Thiệt tình là em quên ảnh rồi. Cái gì? Quên hả? Trời ơi, cái tình yêu mà em coi cái đó là một tình yêu thật sự mà em nói là em quên. Em quên hả? 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 Trời ơi, cuộc sống là như vậy mà chị. Chuyện gì cũng có thể thay đổi. Và tình yêu cũng vậy. Phạm nhân Nguyễn Thị Thạch Lan ra có người thăm gặp. Dạo này cô có khỏe không? Dạ, cháu vẫn khỏe. Nhìn cô xanh quá. Ở trong này chắc cô phải chịu khổ lắm phải không? Dạ không, cháu sống tốt lắm. Cô ở trong này cố gắng giữ gìn sức khỏe, cải tạo tốt để sớm được về nhà. Công ty vẫn đang đợi cô, công việc vẫn đang đợi cô về để giải quyết đó. Thôi đi. Lỡ bác thấy thì sao? Mẹ anh ngủ rồi. Anh cảm ơn em chăm sóc mẹ anh trong thời gian này. Thịnh đừng có nói như vậy. Được chăm sóc cho bác là Thảo vui lắm rồi. Chỉ sợ bác không chấp nhận, chứ cực khổ thế nào thì Thảo cũng chịu được. Em hãy cố gắng thêm một thời gian nữa nha. Nhất định mẹ sẽ chấp nhận hai đứa mình mà. Nhưng Thảo vẫn thấy sợ, nhiều lúc cũng cảm thấy hoang mang và chao đảo lắm. Anh biết, em đừng có lo lắng quá. Với lại anh không muốn hai đứa mình lặp lại với xe đổ cũng giống như Trung với Thạch Lan đâu.
nhất định anh sẽ làm cho mẹ với em hòa hợp lại với nhau nha. Thảo sẽ cùng Thịnh cố gắng, nhất định sẽ không bao giờ buông tay Thịnh lần nào nữa đâu. Người ta nói đàn ông á có hiếu với cha mẹ, sau này sẽ là một người chồng, một người cha tốt. Nhưng không biết Thịnh có giống vậy không ha. Tất nhiên rồi. Lấy anh đi, rồi sinh con cho anh. Lúc đó em sẽ thấy anh là người như thế nào. Chỉ giỏi nói linh tinh thôi, ai đẻ đâu mà ham. Ừ, không chịu hả? Anh bé mẹ đó. Mẹ ơi, Thảo cho lấy con kia. Anh ơi, anh ơi, xảy ra chuyện lớn rồi anh ơi. Có chuyện gì? Hôm nay giá cá ở khắp nơi đều tăng, từ các nguồn cung ứng, các tỉnh như Long An, Đồng Nai, các tỉnh miền Tây, tất cả đều đồng loạt tăng giá. Và dự đoán sắp tới giá sẽ vẫn còn tiếp tục tăng nữa. Em lo là sẽ... Lo cái gì? Chị nói tôi lo. Rảnh quá à, về làm việc đi. Dạ. Đó là điều mà tao mong. Tốt lắm, cứ tăng đi, tăng nữa đi. Chú à. À, chuyện gì vậy? Dạ, chú coi đi. Các nhà cung cấp đang ép giá chúng ta. Các khu vực thu mua nguyên liệu thì đồng loạt đại tăng giá. Theo cái đà này hoài á, cháu nghĩ mình phải tăng giá bán ra ngoài thị trường thôi chú à. Sao lại có chuyện này xảy ra? Cậu điều tra chưa? Cháu đã điều tra kỹ rồi, nhưng tạm thời chưa có kết quả. Bây giờ chúng ta phải tìm cách đối phó. Cháu nghĩ nếu như tăng giá bán ra, chắc chắn khách hàng sẽ quay lưng lại, công ty sẽ thiệt hại rất lớn. Vậy cậu được cách nào chưa? Dạ, cháu thấy cái dự án nuôi hồ cá nước ngọt của Oanh nói lần trước đó, rất là khả thi. Cháu nghĩ chú nên triển khai càng sớm càng tốt để bù vô số nguyên liệu hải sản đang bị bão giá. Nhưng số tiền đầu tư vào quá lớn và cũng chưa từng ai làm, nguy cơ rủi ro rất cao. Điều này thì chú khỏi lo, cháu đã nghiên cứu thị trường rất kỹ. Trong thời gian tới, đây là hướng đi mới và rất phù hợp. Mình phải đi trước làm người tiên phong để tận thu tối đa lợi nhuận. Nhưng mà... Chú à, nếu như chú không nghe lời cháu, cứ bám trụ vô mảng hải sản, cháu nghĩ công ty sẽ đi vào ngõ cụt, không thể cứu vãn được nữa. Ông già, chẳng bao lâu nữa ông sẽ phải rời khỏi căn nhà này. Ông cứ lao lực đi, cứ gồng mình lên mà giải quyết đi. Còn tôi sẽ ôm hết những gì mà ông có. Nhà của ông là ở viện dưỡng lão, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đưa ông vào trong đó thôi. Một thời gian nữa thôi, tôi sẽ biến tất cả những gì của ông thành của tôi đó.
nước ngọt không đòi hỏi sự chăm sóc thật kỹ lưỡng, mà lại cho sản lượng rất là cao. Chỉ cần chúng ta bỏ một chút công sức thôi, nguồn lợi nhuận chúng ta thu được sẽ rất lớn. Từ trước tới giờ công ty của mình chỉ chi nhập khẩu nguyên liệu về chế biến, chứ chưa bao giờ tự nuôi trồng thủy sản. Tôi e hơi mạo hiểm. Chính vì chúng ta chưa, nên bây giờ phải thử. Đây là hướng kinh doanh mới trong chiến lược phát triển của công ty. Vụ việc vừa rồi của Thạch Lan đã nhắc nhở cho mọi người biết phải cẩn thận thu mua nguyên liệu từ đầu ngoài. Tôi đã trình bày xong dự án nuôi cá nước ngọt, mọi người có ý kiến gì không? Nếu như không có ý kiến gì, mọi người có thể về phòng làm việc. Bao nhiêu lần rồi, sức khỏe bà không được tốt, bà nên ở nhà nghỉ ngơi. Chú à, chú có cần cháu đưa chú vô bệnh viện không? Việc công ty bà cứ để con lo, bà yên tâm tịnh dưỡng đi. Con không muốn thấy ba ngã bệnh nữa đâu. Con không muốn thấy ba ngã bệnh, chứ không phải con muốn chiếm đoạt cái công ty này sao? Bà không sao, bà chỉ thấy trong mạch một chút thôi. Ba như vậy mà còn nói không sao nữa. Ba toàn chịu chút khổ vào thân thôi. Giá mà Thành Lan ở đây, con bé sẽ biết nói những lời khác. Mẹ xin lỗi con nha, hiểu không? Sao? Em không ngủ được hả? Em làm việc thức giấc phải không? Em xin lỗi nha. Trời ơi, chị có ngủ được đâu. Nóng gần chết đây nè. Em lại nhớ con của em hả? Hay là nhớ tới cái chuyện oan ức đó nữa? Em đã suy nghĩ kỹ rồi chị à. Em sẽ không để cho mình chịu hàm oan như vậy. Em không muốn con gái em sau này lớn lên á sẽ xấu hổ với bạn bè, chỉ có một người mẹ tù tội, một người mẹ lừa đảo. Em cứ vậy không à. Nếu mà như vậy, em phải tự minh oan cho em. Em không có sợ gì hết. Khi mà ra tù, em phải tìm cái nơi mà em đã bị bắt, bắt đầu em làm lại từ đầu. Chị nói phải. Chị có về lại công ty Hoàng Khang, em mới có cơ hội lật tẩy những kẻ đã gài bẫy em và tự minh oan cho mình. Chân của bà còn yếu lắm. Trong thời gian này tốt nhất là cô không nên đĩ bà đi lại nhiều. Dạ. Rất có thể là dễ bung gân trở lại lắm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. À. Cảm ơn. Bác à, chân bác còn yếu lắm. Bác đừng có cố, không có tốt đâu. Để con dìu bác ra xe. Thưa bác sĩ. Chào bác sĩ. Thôi được rồi, mấy ngày nay cô lo cho tôi như vậy đủ rồi. Tôi không muốn mắc nợ ai hết á. Bác để con đưa bác về. Bác đừng nói vậy tội con bác. Alo. Có thằng con như mày làm sao mà khỏe được. Nuôi mày bao nhiêu năm,
tới lúc cần không thấy mày đâu hết á. Lúc nào cũng lo công với việc hết. Thôi khỏi có xin lỗi. Làm sao kiếm cho mẹ được đứa con dâu ngoan hiền hiếu thảo, như vậy là mẹ yên lòng rồi. Thôi nghe. Thôi cô về trước đi, tôi đi taxi được rồi. Dạ à, bác. Về trước đi. Vậy để con ra ngoài, con kêu taxi cho bác nha. À, bác. Nhỏ thiệt tình, mình đối xử với nó tàn nhẫn như vậy mà nó vẫn chu đáo tận tình. Mấy ngày nay còn lo cơm nước cho mình, thậm chí còn giặt đồ cho mình nữa chứ. Nghĩ cũng tội thiệt. Thạch Lan. Thạch Lan. Chị. Anh. Con Thạch Lan nó mới ra tù ngày hôm qua rồi đó. Anh không có hù tôi đó chứ. Nghe tôi nói nè, không được để cho con nhỏ đó gặp ông già, biết chưa? Nếu như nó gặp ông, bể ra chết cả lũ đó. Tôi đã mời về đây một nhân sự đắc lực cho bộ phận kinh doanh. Giới thiệu, đây là cô Thạch Lan. Được lắm, Thạch Lan. Mày về đây hiện phá đám tao cái gì? Được. Tao sẽ cho mày thân tàn ma dại ra khỏi đây một lần nữa. Cô không biết liêm sĩ hay sao mà còn dám vén mặt lại đây? Cô đã rất nhẫn nhịn. Và tôi nghĩ cô cũng nên biết điểm dừng của mình. Mình vươn mình trong soi đá khô cằn, dù bao nghiệt ngã vây quanh, cánh hoa mềm vẫn mãi tỏa hương. Ngày hôm qua em vẫn thơ ngây, mà hôm nay vương đắng cay. Đời cuốn xoay những trái ngang, đưa em về nơi đâu. Ôi nát tan, ôi xôn xao, ôi thân em bé bà. Dòng đời bao ngang trái, tiếng yêu thương lỡ làng. Nỗi oan em thầm mang, em bước đi trong gió mưa như hoa thạch lan, ươm mình trong sương gió. Rồi ngày mai thức giấc, tiếng yêu thương nhẹ lay, tia nắng ấm ban mai, sưởi ấm em đưa em qua đêm.